Mỗi khi mà nhà nấu canh bầu thì mẹ mình lúc nào cũng nói câu rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Này nhà mình thì hết bầu rồi, nhưng tôm thì còn lại một ít, nên mình quyết định bẻ một trái bí vào nấu canh bí với tôm vậy. Canh bí nấu với tôm cũng ngon không kém canh bầu nấu với tôm là mấy đâu. Mình cắt bí thành lát mỏng dài, tôm bỏ chỉ và lột vỏ, băm nhuyễn rồi nêm nếm hạt nêm và ít tiêu. Sau đó thì phết tôm đã băm lên rồi cuộn lại cho đẹp. Nếu mà nhà có khách á, thì bước này nên cuộn cho đẹp đẹp một tí nha. Còn nếu chỉ để nhà ăn thì quấn chặt là được. Sau khi cuốn bí xong thì mình đem hành đi khuấy thơm, thêm một ít nước, nấu cho sôi rồi bỏ bí vào, đun thêm 3 phút nữa là chín. Nêm nếm gia vị vừa ăn, thêm một ít hành lá nữa là có ngay một tô canh thơm ngon. Mời cả nhà nha.